phục vụ giáo xứ cảnh sản rất thân mến. Chiều hôm nay, giáo xứ chúng ta quy tụ trong nhà Chúa được trang trí niềm vui thánh thiện và đang sốt sắng cầu nguyện cho đông đảo con cháu chúng ta lãnh nhận bí tích thêm sức ba ngôi Chúa Thánh Thần. Tất cả các phụ huynh và các anh chị giới trẻ đều đã lãnh nhận bí tích thêm sức nên thánh lễ này có ý nghĩa với tất cả cộng đoàn chúng ta. Chúng ta hãy dành ít phút này để dưới ánh sáng lời Chúa suy niệm lời Chúa Giêsu nói phúc cho các con. Các đấng xưa muốn thấy điều các con nay được thấy mà không được. Các đấng xưa muốn nghe điều các con nay được nghe mà không được. Cái mà các đấng xưa chưa có đó là ở giây phút tròn đời sau khi Chúa Cha đã chuẩn bị cả một lịch sử dài đến thời gian đầy đủ, Chúa Cha ban Chúa Con đấng mặc khải cho chúng ta biết về Chúa Cha, về chính mình là Con Thiên Chúa và về Chúa Thánh Thần là tình yêu Chúa Cha, Chúa Con và tình yêu đổ tràn đầy cho nhân loại. Phúc cho các con, lời ấy cũng dành cho mỗi người đang tham dự thánh lễ này của cộng đoàn giáo xứ cảnh sản. Phúc cho anh chị em, chúng ta suy niệm về cái phúc này trong biến cố và trong thánh lễ đặc biệt ban bí tích thêm sức hôm nay. Lời tiên tri Isaiah xưa vang lên, muôn dân nhìn vào đoàn người này trầm trồ khen ngợi, đây là dòng dõi được Chúa chúc phúc. Cái phúc được nhắc tới từ xưa và tiên tri công bố lên cái phúc này ở trong một hoàn cảnh đang rơi vào đen tối tai họa. Lúc ấy dân Chúa bị lưu đày Babylon, dân Chúa không còn đền thờ vì đền thờ đã bị phá hủy, dân Chúa không còn lòng tin mạnh mẽ bởi những thử thách của cuộc thất bại. Đối phương đã mang dân Chúa đi lưu đày và hoàn toàn bị xóa sổ. Giữa cảnh đen tối của lịch sử và thử thách đức tin nặng nề này, lời tiên tri rất có ý nghĩa, mang ý nghĩa của sự an ủi. Phúc cho anh em, sẽ có một đấng, đấng ấy đầy thánh thần, từ gốc Giê-xê, từ nhà Đa-vít, từ chi tộc Giu-đa, người đến để giải cứu những người tù tội, người đến để loan báo tin mừng và công bố hồng ân của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu chính là đấng thực hiện trọn đời lời hứa xưa, là đấng đã nói với các tông đồ các đấng xưa muốn thấy mà không được thấy, là muốn thấy được cái ngày hôm nay chính Chúa Con Thiên Chúa đến trong nhân loại. Đấng xưa muốn nghe mà không được nghe về đấng Con Thiên Chúa là người mà các tông đồ đang được trực tiếp nghe. Vậy các thánh tông đồ đã được Chúa Giêsu tuyển chọn sống với Chúa, trở thành nhóm 12, và các ngài đã là những đấng sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, người ban ơn Chúa Thánh Thần và Thánh Thần của Chúa Kitô phục sinh đến trong các tông đồ, làm cho các ông được biến đổi trở thành nền tảng của giáo hội, làm thành giáo hội chứng nhân và đi loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại, loan báo cái phúc mà chính các tông đồ đã được, giáo hội đã được và truyền lại cho các thế hệ muôn nơi và mọi thời. Đoàn người được chúc phúc này rất đặc biệt, không nguyên là những anh em dân Chúa chọn trong cựu ước mà còn là muôn dân trên toàn thế giới. Thánh tông đồ Phao-lô
Sau khi kết thúc hành trình truyền giáo đầu tiên năm 48, trở về công đoàn Tín hữu Antioquia đã reo vui lên nói với công đoàn rằng: Thiên Chúa hoạt động qua chúng tôi và cửa đức tin đã mở. Cửa đức tin mở, ngôi nhà của đức tin, cửa của đức tin đã mở để đón muôn dân vào trong nhà của Thiên Chúa. Từ đây giáo lý các thánh tông đồ qua thánh Phêrô, các ngài đã công bố rằng anh em là giống nòi được tuyển chọn, là dân riêng của Thiên Chúa, là người nhà của Thiên Chúa và là người đồng hương với các thánh. Vậy giống nòi được tuyển chọn mà muôn dân nhìn vào ca ngợi, đây là dòng dõi được chúc phúc, là chính giáo hội Chúa, giáo hội mà cánh cửa đức tin đã mở, đón nhận không những anh em Do Thái mà tất cả dân thiên hạ, trong đó có chúng ta hôm nay. Chúng ta là đoàn người dòng dõi được chúc phúc, là giống nòi được tuyển chọn và được qua cửa đức tin vào nhà của Thiên Chúa, nên chúng ta được gọi là người nhà của Thiên Chúa. Cái chữ nhà trong tiếng Việt Nam rất ý nghĩa, không những là nơi che mưa trú nắng mà còn là nơi chỉ về cái tổ ấm, một nhà, một tổ ấm, một gia đình. Vậy chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, được vào nơi Thiên Chúa che chở và được vào trong tình thương tổ ấm Chúa Ba Ngôi cùng chúng ta, và Chúa Ba Ngôi là bên hạnh phúc của chúng ta. Vậy người nhà của Thiên Chúa được lãnh nhận đến ân huệ nào? Thánh Tông Đồ Phaolô nói với chúng ta như chúng ta vừa nghe, đó là những ai đón nhận lời rao giảng của các thánh tông đồ, họ được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, quen gọi là bí tích rửa tội. Giáo hội trên nền tảng các tông đồ là người mẹ sinh chúng ta ra, nên người nhà của Thiên Chúa, nên con cái của Thiên Chúa, khi giáo hội đổ nước trên chúng ta và nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, chúng ta được tái sinh nên nghĩa tử của Thiên Chúa, nên dưỡng tử của Thiên Chúa, và chính Thánh Phaolô gọi qua Thánh Thần ngự trong người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, Thánh Thần nghĩa tử làm cho người ấy nên nghĩa tử, nên dưỡng tử, nên con cái của Thiên Chúa. Vậy người nhà của Thiên Chúa là người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, và tất cả chúng ta đây đã là người nhà của Thiên Chúa và đã được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, bí tích rửa tội, nên chúng ta thật sự là người đã được cái phúc thuộc về dòng dõi được chúc phúc, thuộc về giống nòi được tuyển chọn, là người nhà của Thiên Chúa, là dưỡng tử, là nghĩa tử của Thiên Chúa. Và Thánh Tông Đồ Phêrô nói tiếp, người nhà, nghĩa tử của Thiên Chúa là người đồng hương với các thánh. Các thánh là những đấng đã hoàn tất hành trình tại thế hoặc ở trần gian mà đã thông điệp trọn vẹn với Chúa Kitô phục sinh, trở nên thánh địa. Các ngài trong lòng dẫu còn sống ở trần gian hay đã qua hành trình trần gian mà về cõi sâu, các ngài thông nghiệp với Chúa Kitô phục sinh, các ngài được thông dự vào cái phúc tròn đầy trong nhà Thiên Chúa. Đó là cái phúc mà giáo hội Chúa dạy cho chúng ta khi chúng ta cầu nguyện cho người quá cố trong lễ an táng. Với người đời đây là nỗi sầu buồn vì đã không còn sống, nhưng đối với những người có đức tin là chúng ta, người nhà của Thiên Chúa, người có Thánh Thần ngự trong mình, người ấy dù có chết, sự chết thay đổi chứ sự sống thay đổi chứ không mất đi, và cái chết ấy chỉ là một bước để qua sự sống trọn đời và có phúc quê hương đồng hương với các thánh. Do đó anh chị em chúng ta, tất cả mọi người tín hữu của Thiên Chúa, từng người trong giáo xứ kẻ sạch chúng ta đây, nhân dịp chúng ta
cầu nguyện cho con cháu lãnh nhận Đức Thánh thêm sức ban ơn cho thánh thần. Chúng ta xác tín thêm một lần nữa để cái phúc chúng ta đã được, cái phúc mà các đấng xưa loan báo dòng dõi được Chúa chúc phúc, được Chúa Giêsu thực hiện, là chính Chúa hiện diện giữa công đoàn nhân loại mà Chúa nói phúc cho các con được thấy điều các đấng xưa muốn thấy mà không được, phúc cho các con được nghe các đấng xưa muốn nghe mà không được, là thấy Chúa Giêsu, là nghe Chúa Giêsu, là đón nhận lễ vượt qua Chúa chết và sống lại cho mình. Nên chúng ta là những người có phúc lớn. Từ cái phúc này, thưa anh chị em, với ơn bí tích thêm sức lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, đây là bí tích gắn liền với biến cố Chúa phục sinh. Thánh Tông Đồ Gioan đã tường thuật vào ngày thứ nhất trong tuần Chúa từ cõi chết sống lại, và ngày thứ nhất trong tuần Chúa đến với các tông đồ thổi hơi trên các ngài truyền rằng các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần từ Chúa phục sinh ngự trong các thánh tông đồ, biến đổi các thánh tông đồ, làm cho các ông nên nền tảng của giáo hội, làm cho các ông nên một giáo hội chứng nhân về mầu nhiệm Chúa chết và sống lại cứu độ trần gian. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà các thánh tông đồ bước vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày của cuộc tái tạo mới, nên người nhà của Thiên Chúa, nên dưỡng tử của Thiên Chúa, nên người đồng hương với các thánh. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện cho con cháu chúng ta hôm nay lãnh nhận bí tích thêm sức, và xin cho chúng ta thêm một lần nữa tăng thêm niềm vui xác tín rằng tôi người nhà của Chúa, tôi là con cái dưỡng tử của Chúa, tôi có cái phúc đó là đồng hương với các thánh. Xin cho mỗi ngày, xin cho mỗi thánh lễ bên Chúa Giêsu Thánh Thần, chúng ta được đi sâu vào, được đón nhận thêm Chúa Thánh Thần và được sống cái phúc nơi nhà Chúa Cha. Amen.